À, nhà em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 11 tháng 3 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì em hôm nay bên em về một số mặt hàng lân rừng thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì em điểm sơ qua các mặt hàng ngày hôm nay. Thứ nhất là em có về lan hoàng thảo đơn cam, thì một loại lan cho hoa cũng rất đẹp rồi, đơn cam vùng rừng con tum. Tiếp theo là lan hắc mau. Và một phần huyết nhung. Tiếp theo đó là lan hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người, ở vùng rừng con tum, và một dừa kiều hồng và hai phần kiều cam nha mọi người, và một combo lồng sầu nha mọi người. Rồi thì hàng về có cái gì thì em bán cái đó nha mọi người. Đấy. Rồi thì có nhiều bán nhiều, có ít bán ít nha mọi người. Đấy. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn về đây cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Rồi. Rồi thì hôm nay bên em vẫn chưa có sản phẩm chè giải rừng nha mọi người. Nên khi nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về sử dụng thử nha mọi người. Thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, giải quyết khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Nên nó đặc biệt tốt cho các hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng và trực tràng nha mọi người. Đấy. Và thì mọi người có thể tìm thêm một số thông tin trên Google về cái chè giải rừng nha mọi người. Đấy, thì một loại rất tốt cho dạ dày luôn nha mọi người. Nên mọi người có thể tham khảo thêm thông tin. Đấy. Rồi thì em sẽ thời gian tới thì em sẽ tiếp tục phát triển hơn cái sản phẩm này đến mọi người và dùng như vậy đấy. Rồi cái sản phẩm này rất là tốt luôn, cây thuốc nam đấy. Rồi mọi người quan tâm về các sản phẩm các mặt hàng lan rừng và sản phẩm chè giải rừng thì mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các video trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi mọi người xem video thì để động viên tinh thần thì mọi người có nút like ở dưới thì mọi người nhấn vào nút like để cho động viên tinh thần em đấy. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi thì đầu tiên em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi hôm nay về em có về đơn cam nha, thì rất lâu lắm rồi thì hôm nay mới có lại đơn cam nha mọi người. Đấy. Rồi thì các hàng nguyên bản nha mọi người, hàng nguyên bản đơn cam này. Rồi trước khi vào quay thì em giới thiệu mặt hoa của lan đơn cam nha mọi người. Đấy, đơn cam là một dòng hoa màu đỏ nha mọi người. Đấy, hoa thuộc dạng là đặc biệt nha mọi người. Đấy. Thì cái này mọi người về trồng đấy, cố định lại là trong các cái chậu này kia thì nó sẽ cho những cái loại hoa như thế này nha mọi người. Hoa đơn cam nhìn rất là độc đáo nha mọi người. Đấy. Rồi cái dòng của nó thì nó rụng lá, mùa này đang rụng lá này. Thì nó rụng lá khi nào nó lên búp thì nó sẽ lên những cái búp như thế này. Thì một mắt của hoa của nó thì nó rơi tầm độ 3 đến 4 chiếc nha mọi người. Nên khi mà nó nở thì nó sẽ trông rất là rực rỡ nha mọi người. Đó. Thì cái này là quá trình đăng nụ của cây này. Đó. Đấy, đang nụ như vậy. Đó. Khi nó nở ra thì nó sẽ có một cái màu đỏ rất đẹp như vậy. Này, hoa nó rất là độc đáo luôn. Đó là lan hoàng thảo đơn cam như vậy. Một loại lan cho hoa rất đẹp như vậy. Đấy. Rồi thì cận cảnh mùa nó ra hoa này. Đấy, hoa cánh bay khá đẹp như vậy. Đó. Đó là lan hoàng thảo đơn cam. Đấy. Rồi. Hình số 1 nha mọi người, đấy, 100.000 cho 6 nguyên bản, đấy. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, cái này thì đang rụng lá rồi, thì chuẩn bị tới mùa hoa của nó. Thì sắp tới mùa hoa rồi, đấy. Rồi nguyên bản số 2 này, đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, đấy, cái nguyên bản này hơi lớn nha mọi người, này. Rồi nguyên bản số 4 này, đó. Này có nụ rồi nha mọi người, đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này, đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 nha mọi người. Đó, 6 nguyên bản hoàng thảo đơn cam hình số 1 nhưng mà hôm nay mọi người về đặt chậu cố định lại đúng cái vị trí này kia thì nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 2, 100.000 cho 6 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Cái này cũng khá lớn nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, cái này thì nó hơi lỏng tí nha mọi người. Cho người ta chặt nó hơi sát chút. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Nguyên bản số 5 này, rồi nguyên bản số 6 nha mọi người. Đó, 6 nguyên bản hoàng thảo đơn cam. Hình số 2 100 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 3, 100.000 cho 6 nguyên bản luôn. Ở đây nguyên bản đầu tiên này.
Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Và tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, cái này khá dài nhưng mà đó. Theo là nguyên bản số 4 này. Nguyên bản số 5 này, rồi nguyên bản số 6 nhé mọi người. Đó, 6 nguyên bản hoàn thảo đơn cam hình số 3 100. Tiếp theo là đến hình số 4 100.000 cho 6 nguyên bản. Ở đây nguyên bản đầu tiên này. Và tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Theo là nguyên bản số 4 này. Này được hai mầm này. Nguyên bản số 5 này. Còn nguyên bản số 6 nhé mọi người. Đó, 6 nguyên bản này được hai thông tơ này. Đấy, những cây nhỏ như thế này nó vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Đấy. Rồi, hình số 4 100. Tiếp theo hình số 5. 100.000 cho 15 nguyên bản nhỏ nha mọi người. Đây là những cây nhỏ. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, này một thông tơ này. Đây một cái này là nứt bằng con này. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi nguyên bản số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Mã số 6 này. Mã số 7 này, mã số 8 này. Mã số 9 này. Đấy. 10 này. Đấy. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này, 15 này. Đó, rồi 15 cái nguyên bản nhỏ như thế này mọi người. Đấy. Rồi, hình 5 100. Tiếp theo là đến hình số 6 100.000 cho 16 dê. Đây hàng về nha mọi người. 1 này, đấy, cái này cái này khá dài này, tương tự dài này. Rồi 2 này. 3 này. 4 này, 5 này. 6 này. 7 này, 8 này. 9 này. 10 này, 11 này. 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này. Rồi, phần này 100.000 nha mọi người, hình số 6 đó là lăng hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Nó là đang cho hoa rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái phần lan huyết nhung nha mọi người. Đấy, hình hoa của nó đây nha mọi người. Đấy, hoa huyết nhung màu đỏ rất đẹp nha mọi người. Hoa huyết nhung đỏ. Rồi hình số 7 nha mọi người, 150 cho 7 cây. Đấy, đây là cây số 1 này. Đấy. Tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, cây rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Này hai được hai mẹ bông con luôn nha mọi người. Bốn bốn thành hai cây là đây một cây đây này, đây lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo một cây nữa. Đó. Rồi, hình huyết nhung, hình số 7 nha mọi người. Đấy, giá 150 nha mọi người. Đấy, mỗi một phần thôi. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình một loại lan nữa đó là hắc mau nha mọi người. Đấy, mặt hoa hắc mau đây. Đấy. Hoa hắc mau rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa này cũng rất là thơm. Đấy, hoa của nó thì trông rất là kỳ lạ là năm cái cánh nó ngược xuống dưới và cái lưỡi của nó là nó ngửa lên trời nha mọi người. Đấy. Rất là ngược đời luôn. Này nhìn thấy chống đối không ạ? Đấy. Đó là lan hắc mau nha mọi người. Đấy, lan cho hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, hình số 8 100.000 cho một nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy, này thì mọi người về đặt chậu thôi. Đây mùa này thì cây hắc mau đang có nụ nha mọi người. Đấy. Nụ rất là nhiều nha mọi người. Đấy, phát hoa trên đầu ngọn này. Đó. Rồi rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Chậu này đặt lên trồng đều luôn. Đấy. Đấy mọi người về đặt cố định lại là có một cái tác phẩm hắc mau chơi rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, hình này là hình số 8 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình hình số 9 nha mọi người. Đấy, hình số 9 nguyên bản luôn. 100.000 cho cái nguyên bản này. Đấy, đây cây nguyên bản nha mọi người. Cây rất đẹp nha mọi người. Thì một số cái thì nó đang nụ hoa, một số cái chưa thì nó sẽ ra tiếp tục nha mọi người. Đó, này nguyên bản cũng đứng chậu rồi, mọi người về đặt vào chậu thôi. Đấy, thêm cố định nữa là được. Đấy. Rồi, những cây như này nó đã sống sẵn rồi, không cần phải ghép nữa. Đấy. Rồi tiếp theo hình số 10. 100.000 cho 3 nguyên bản mọi người. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, rất đẹp nha mọi người. Đó. Cây đang nụ luôn, đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, đó. Ba nguyên bản hoàn toàn mau rất đẹp nha mọi người. Đó, hình số 10, 100. Rồi tiếp theo là đến hình số 11 nha mọi người, 100.000 cho 3 nguyên bản. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, đó, cây đang nụ nha mọi người. Đấy, đang nụ hoa rất đẹp. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đó. Cây đang nụ luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nha mọi người. Đấy, ba nguyên bản hoàn toàn hắc mau.
hình số 11 nha mọi người, giá 100.000. Nó là Hakma hình số 11. Rồi, tiếp theo là đến hình số 12, 100.000 cho 3 nguyên bản hoàn thảo Hắc Mao nha mọi người. Đấy, đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, cây đang nụ trên khá là nhiều nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, cây đang nụ. Như cái những cái vỏ nụ như thế này thì nó thường rất là nhiều bông trên nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, 3 nguyên bản hoàn thảo Hắc Mao nha mọi người. Đấy, mùa này cây đang nụ hết. Đó, hình số 12, 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến hình số 13, 100.000 cho 3 nguyên bản luôn. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên này, đó cây cũng đang nụ trên nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, 3 nguyên bản hoàn thảo Hắc Mao nha mọi người. Đấy, hình số 13, 100. Rồi, tiếp theo là đến hình số 14 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 4 nguyên bản. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, rồi 4 nguyên bản hình hoàn thảo Hắc Mao nha mọi người, 100.000. Rồi, tiếp theo là đến hình số 15, 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên này. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 5 nha mọi người. Đó, 5 nguyên bản hoàn thảo Hắc Mao hình số 15 nha mọi người, 100.000. Rồi, tiếp theo phần số 16 nha mọi người. Đấy. Một cái phần 100.000 cùng 22 về nha mọi người. Cái này thì mọi người về phải ghép này. Đấy, đang nụ này, đấy 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22 về nha mọi người. Đó, hàng rời Hắc Mao, một hình hình 16, 100.000 nha mọi người. Đó là hình cuối cùng của Hắc Mao ngày hôm nay nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo em giới thiệu mọi người nữa, đó là lan hoàn thảo bạch đỏ nha mọi người. Thì hôm bữa giờ về mới có về hàng lại nha mọi người. Đấy, thì một loại lan hoàn thảo cho hoa rất đẹp nha mọi người. Hoa của nó đây, đấy, hoa của hoàn thảo bạch đỏ. Thì cái dòng này nó cũng rất là hay, nó biến thiên các màu hoa. Thứ nhất là hoa cánh cam hồng bạch đỏ. Thứ hai là cánh trắng hồng bạch đỏ nha mọi người. Rồi cánh cam và trắng hồng bạch đỏ luôn. Đấy. Cánh trắng hồng bạch đỏ này. Đó. Đó thì lan hoàn thảo bạch đỏ nó cũng khá hay. Cái dòng này thì nó ra hoa rất là lâu bền nha mọi người. Đấy, và cái mùa hoa của nó kéo dài rất là lâu. Đấy, thì nó rơi vào tầm tháng 6, tháng 5, tháng 6 đến tháng 9 luôn á. Đấy. Hoa nó đỡ mùa hoa kéo dài. Đấy, và đặc biệt hoa lau tàn nha mọi người. Và hoa thơm nữa. Đấy. Thì một số cô chú anh chị mua cái dòng bạch đỏ này về thì rất là ưng về vấn đề mà hoa chơi hoa và độ bền của hoa nha mọi người. Đấy, thì hôm nay về lại các dòng nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đấy, hình 17 này, 100.000 cho 2 nguyên bản. Đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đó. Rồi thì cái dòng này nó ra hoa thì ra hoa trên cái mắt đối diện của cái lá nha mọi người. Đây, nó ra hoa những cái mắt đối diện như thế này này. Đó, cái lá bên này thì nó ra hoa mắt hoa bên này. Đó. Đó là cái hay của dòng hoàn thảo bạch đỏ nha mọi người. Và tới lúc nó ra hoa thì ra hoa rất là nhiều, nó nên mẫu mắt nó như thế này thì cũng đến 3 đến 4 bông, nó khỏe thì 5 bông luôn nha mọi người. Đó. Nên mỗi lần được hoàn thảo bạch đỏ ra hoa là nhìn nó rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đây nè. Này cái bách hoa của nó này. Đó, nó ra hoa bên này nha mọi người. Đây này lá bên này cái mắt hoa của nó. Đấy. Rồi, thì mọi người chăm thì nó nhú ra những cái mặt hoa thì rất đẹp nha mọi người. Đấy. Cây đã đủ dinh dưỡng rồi thì chờ ra hoa thôi. Đấy, hình 17, 100.000 cho 2 nguyên bản người. Cây rất đẹp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến hình số 18, 100.000 cho 3 nguyên bản hoàn thảo bạch đỏ này. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên nha người. Đó. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, thì cái dòng bạch đỏ này thì nó ít khi có những gì lớn. Thường là cây đơn thân rất là nhiều nha người. Mỗi lần nó lên 1 cây, 2 cây gì đó thôi nha người. Đó.
Rồi, hình 18 100. Cái dòng này nó ra hoa sai rất đẹp nhưng mà 19 100.000 cho 30 bản này. Rồi đây nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Và tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi, ba nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Hình số 19 100.000. Rồi, hình số 20 hoàng thảo bạch đỏ 100.000 cho 3 nguyên bản luôn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy, cái này thì mọi người không cần về phải ghép nữa. Đấy, nó đã sống sẵn rồi. Đấy, nguyên bản số 2 này. Dòng này nó ra hoa, nó ra cây con cũng rất đẹp rồi. Đấy, nhìn cái ngọn lên rất là ok. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nha mọi người. Đó, này nó ra hoa đinh thân và cả cái ngọn nữa nha mọi người. Đấy. Rồi hình 20 100.000 cho 3 nguyên bản lan hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Ở vùng rừng Con Tâm. Đấy. Thì một số nơi nó không có cái loại lan này đâu nha mọi người. Đấy, thì nó cũng... Rồi tiếp theo là đến hình số 21 100.000 cho 3 nguyên bản nha mọi người. Đó, rồi đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, rất đẹp nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 3. Đấy. Ba nguyên bản nha mọi người. Thì hôm bữa giờ có chú anh chị mà hỏi em bạch đỏ thì em hôm nay là có thì mọi người sưu tầm thì em cũng chẳng nhớ hết được nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo hình 2 100.000 cho 3 nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đó. Đây cây con đang lên rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này. Đó, cây con nó đang lên rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3. Đấy, ba nguyên bản nha mọi người. Rồi rất đẹp, hình số 22 100.000. Đấy, tiếp theo là đến hình số 23 100.000 cho 3 nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, cây con đang lên nha mọi người, rất đẹp luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, 3 nguyên bản. Đấy. 3 nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đấy, dòng này thì nó cũng rất là ẩm nha mọi người. Mà người chú ý độ ẩm và giá thể thoát nước cho cây nha mọi người. Rồi tiếp theo hình cuối cùng của bạch đỏ nha mọi người. 24 100.000 cho 5 nguyên bản. Đấy, thì ngày hôm nay là chỉ có hàng nguyên bản thôi nha mọi người. Đấy, rất là hay cho mọi người để sưu tầm. Đấy, này nó đã thích nghi rồi thì không cần phải ghép nữa, đỡ tốn công thời gian thích nghi của cây nha mọi người. Đấy, rồi 5 nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đấy, hình 24 100.000 cho mọi người sưu tầm lan hoàng thảo bạch đỏ rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có 3 phần kiều, thì gồm 2 phần kiều cam và 1 cái phần lan kiều hồng nha mọi người. Đấy, đây thì mặt hoa của kiều hồng này nha mọi người. Đó, nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, này kiều hồng ở vùng rừng Công Tâm nha mọi người. Đấy, cái này thì kiều cam này. Đấy, cái này thì kiều hồng này, hai cái lá với thân nó hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Đấy, rồi nguyên dề nha mọi người. Đấy, thì cái dề này nguyên một dề thì nó gồm chỉ thân tơ thôi nha mọi người. Đấy, không có một cái thân già nào hết. Đấy, còn có 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7 cái thân tơ nha mọi người. Đấy, nó rất đẹp luôn nha mọi người. Đấy, cái này thì thế cũng đứng chậu rồi. Và đặc biệt là cây lá nó xếp tầng. Đó, cây lá xếp tầng rất đẹp nha mọi người. Đấy, này lá của nó đây. Rồi, lá của nó cũng khá là dày nha mọi người. Đấy, dày và cứng cáp nha mọi người. Đây là những cái mắt hoa của nó này. Đấy. Rồi, hôm nay chỉ có một cái dề kiều hồng này nha mọi người. Đấy, cái này ở Công Tâm thì nó cũng khá là ít có nha mọi người. Đấy, nay bà con về được một cái dề nha mọi người. Đấy. Rồi, dề kiều hồng hình số 25 nha mọi người. Đấy, hình này giá 200 cho cái dề kiều hồng rất đẹp nha mọi người. Và mong rừng Công Tâm toàn là thân tơ hết nha mọi người. 7 thân tơ đều và đẹp hết. Người về lên chậu ghép vào giá thể cho vào chậu này kia thứ thì tranh cố định là quá đẹp luôn. Đây là kiều hồng rất đẹp. Rồi tiếp theo là đến hình số 25 nha mọi người. Đấy, kiều cam. Đấy, thì hoa của kiều cam đây nha mọi người. Đấy, rồi bạc hoa của nó thì cánh trắng hồng cam nha mọi người. Đấy, cây này một số em bán thì nó cũng về có thể ra kiều mỡ gà nha mọi người. Đó, thì về hình thái lá mà lúc chưa hoa thì nó cũng khá phân biệt. Và nó có ra cây cánh trắng hồng vàng nghệ này nè. Rồi cánh trắng hồng cam này. Đó, em người trồng kiều thì nó ra những vòi hoa như thế này. Nhìn nó tất những tác phẩm kiều rất đẹp nha mọi người. Nó nên kiều là một trong những loại lan người ta cũng thường sưu tầm và ở chủng nha mọi người. Đấy. Rồi hình 26 150 cho 3 dề nha mọi người. Rồi đây là gì đầu tiên này. Đấy,
Vậy đầu tiên nha mọi người, đấy, gồm có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, lá của nó cũng khá là lớn nha mọi người. Đây lá đẹp này. Đây này thì đánh 7 lá, 1 2 3 4 5 6 7 lá này. Đấy. Đây à, này 2 4 6. Và đặc biệt là lá này, đây mọi người đã sai hoa là ba cái nụ hoa luôn nha. Đó, rất đẹp này. Đó. Rồi, người về ép vào, đánh có một cái cây nữa này. Rồi, về số 2 này. Đó, về này thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân tơ nha mọi người. Đó, cây cũng rất đẹp này, nó có cả cái ấy nữa này. Đó, rồi, về số 2 này. Rồi, tiếp theo về số 3 này. Đó, về này gồm có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Đó, cây cũng rất đẹp luôn. Này thì đang có một cái nụ này. Đó. Rồi, ba dừa kiều cam nha mọi người, hình số 26. Đấy, 150 nha mọi người, hình 26. Rồi, tiếp theo là hình 27 kiều cam nha mọi người. Đấy, hình này thì 150 cho hai dừa. Rồi đây là dừa đầu tiên nè. Rồi cái dừa này khá là đặc biệt, một cây kiều lá tròn, mít cũng rất đẹp nha mọi người. Đấy, 2 4 6 lá nha mọi người. Đó, thì đang có một cái nụ nữa nè. Đó, rất đẹp luôn. Thì nay mọi người về làm một chậu thì nhìn rất là ok nha mọi người. Đấy, người lấy được cái giống lá trồng bào mít này. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đấy, nhìn này thì nguyên về. Đó, thì còn có 1 này, 2 này, 3 này, 4 thân tơ nha mọi người. Đó, thì lá nó cũng khá là lớn. Đấy, ngoài hoa cũng khá là to nha mọi người. Đây. Rồi, hình số 27 nha mọi người. Đấy, 150 cho hai dề này. Nó là lan kiều cam nha mọi người. Đấy. Một loại dề nó mít rất đẹp. Rồi, một cái combo lồng sầu nha mọi người. Đấy, combo lồng sầu này thì gồm có các loại lan. Thứ nhất là lan thanh đạm nha mọi người. Nó đang hoa này. Đó. Đang có cái nụ hoa của nó này. Đấy. Hoa dạng chùm rất đẹp nha mọi người. Ở đây cũng thanh đạm luôn, đang hoa này. Đấy. À, tiếp theo là lan long tu ba màu này. Đấy, thì cây này nó mới vừa nở xong. Đấy. Đấy, hoa này ba màu cũng rất đẹp nha mọi người. 2 3 đang lên cây con nha mọi người. 4 này, đây một cây nguyên bản này. Đó, thì nó ra hoa rồi, chuẩn bị nó lên cây con mới. Đấy. Đó. Rồi, tiếp theo là giáng hương tam bảo sắc này. Đây hai về giáng hương tam bảo sắc này. Rồi, cái này lan trên bạch nha mọi người. Đấy, trên bạch hoa màu rất đẹp. À, tiếp theo là lan kiều vung nha mọi người. Đấy. Đó này cũng kiều vung này. Đấy, đang có một cái nụ nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là lan hoàng phi hạt nha mọi người, đang có một cái nụ hoa này. Đó. Rồi, tiếp theo một cây giáng hương tam màu sắc này. Rồi một cây nguyên bản trên bạch này. Đấy. Rồi một cây lan cẩm báo rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đánh lan hoàng thảo bạch đỏ này. Dìa nhỏ nha mọi người. Hoàng thảo bạch đỏ này. Hoàng thảo bạch đỏ này. Rồi hoàng thảo anh kiều nha mọi người. Kiều nhỏ này. Đấy. Kiều bé này. Kiều bé này. Rồi lan hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đó. Rồi hai bụi để lan kiếm thứ thời nha mọi người. Đó, thằng này thì hoa cũng rất đẹp nha mọi người. Hai để lan này em cắt lá cho nó gọn mất rồi. Đấy. Đó, rồi phần lan phần combo lồng sậu nha mọi người, hình 28 nha mọi người, giá là 150 nha mọi người cho cái combo lồng sậu này. Đấy. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Đấy, thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0706115694 mọi người. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Rồi một đơn 30k mà nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Đấy. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những cái clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này, bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Và em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây và chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.